Hi, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình tiếp tục làm một cái clip chia sẻ cái kinh nghiệm mà lựa cá giống cho các bạn xem ha các bạn. Thì hôm nay mình có đi bắt một mớ giống cái dòng Dumbo Big E nè các bạn. Thì đây là cái bọc Dumbo Big E mình mới vừa lấy về nè. Thì bây giờ hiện mình đang ngâm nước khoảng 10-15 phút vậy đó. Mình sẽ cắt ra và để vô cái hồ sơ với để vô cái chậu cho các bạn xem ha. Thì cá này nãy giờ mình ngâm cũng gần 10-15 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái hồ cái chậu mình quay phim cho các bạn xem. Bây giờ mình lấy cái chậu mình cắt ra ha các bạn. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa cái giống của mấy cái dòng Dumbo này. Rồi bây giờ mình lấy chậu này. Và đây là cái bầy cá giống của mình mình vừa đổ vô cái chậu nha các bạn. Thì nói chung là cá này á, nếu mà các bạn nào có biết rồi á, thì không sao ha. Còn các bạn nào không biết á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để lựa cái dòng cá giống Dumbo Big E các bạn. Thì về Dumbo Big E và Dumbo Big Gestel các bạn, với hóc môn á, thì hôm trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn rồi ha. Thì hóc môn thì các bạn dễ nhận dạng thôi. Thì tại vì hóc môn á, thì đuôi nó đuôi đê, rồi nó đuôi nó dạng như cái màu kiểu như xám xám các bạn, cũng dễ nhận dạng hơn cái dòng Big E với Gestel ha. Thì Big E này nè các bạn, để các bạn nhận dạng thì các bạn xem cái clip trước của mình ha, nhận dạng của nó với cái teo á. Còn về cách lựa cái giống á, thì hiện nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa cái giống. Là lựa cá này á, mình chuối là lựa cái con mái nha các bạn. Toàn bộ cái giống thì mình chuối là lựa con mái ha. Đó, thì cái con mái của cái con Dumbo Big E này các bạn lựa những cái con nào mà cái tay bơi các bạn. Đây nè, mình sẽ vớt cho các bạn xem. Tại vì á, cái này mình để vô cái hồ màu cái khay trắng này bạn, cái tay nó tự nó sẽ nhả đi ha. Các bạn lựa cái con nào có tay bơi nó màu đen như đó bạn. Mấy dòng Dumbo Big E thì các bạn lựa tay bơi màu đen như thế này là con mái nha các bạn. Đó, tay bơi màu đen như nè, thì cái bộ gen nó ra cái con nó rất là đẹp các bạn, rất là tốt luôn. Bạn thấy không? Đa số mình lựa thì cái tay đen nó nhiều hết các bạn. Có một số tay này nó trắng, nó không có chuẩn với mấy đó bạn. Nhưng mà như là đây hai con này, cái bộ gen hai con này nói chung là rất là ok luôn các bạn. Nó thì các bạn cứ lựa những cái con nào mà lên tay đen nè, nó đẻ ra số lượng con nó rất là đặc chuẩn luôn. Còn con cá trống thì không quan trọng, tùy các bạn thích cái con nào thôi. Cá này thì nó cũng tơ thôi, 2 tháng mà cái bộ gen nó quá chuẩn luôn các bạn. Tay đổ lên đều hết, con trống cũng gì nữa. Con trống bạn còn tơ, bạn nhìn thấy không? Đây nè. Rất là to luôn các bạn. Đây. Cái này mà khoảng chừng 1 tháng nữa là con nào nói cái tay bơi nó chắc tới cái đuôi luôn các bạn. Cái này thì cá này ghép chống mái từ nhỏ các bạn. Bởi vì mình về á, các bạn cũng không có cái bộ gen nó tốt á, bạn cũng không sao. Ghép thì ghép, nhưng về mình lựa lại, mình lựa với mình lựa những con mái này tốt nè, với mình ghép những con trống này vô là ok rồi. Tại bộ gen nó chuẩn thì mình cũng không có ngại mấy cái dòng cá đời sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hộp xô các bạn, mình sẽ vớt cái mấy con trống mình xô cho các bạn xem cái bộ gen của con trống ha. Cái tay bơi của con trống như thế nào ha các bạn. Mình vớt mình đánh đèn các bạn mới thấy cái tay bơi nó to, nó khủng như thế nào ha. Bây giờ mình đã chuẩn bị hộp xô nữa các bạn, để mình vớt mình để vô hộp xô, mình đưa vô cái chỗ nào tối tối mình đánh đèn mình quay cho các bạn xem ha. Và đây là mấy cái con cá trống có cái bầy Dumbo Big E các bạn. Thì cá này nãy mình cũng nói với bạn là cá này còn tơ các bạn, nó mới chỉ 2 tháng thôi. Nó các bạn thấy cái tay bơi nó kinh khủng không? Rất là to luôn các bạn. Còn cái con trống này các bạn nó có 2-3 màu đó, cái màu dạng như màu xanh lá, xanh dương này các bạn, với một tí xanh lá, một tí xanh dương á, cũng không quan trọng hết các bạn. Cái đó là theo mình nha, còn những người khác chơi như thế nào thì mình không biết các bạn. Cái đó thì tùy theo các bạn thích cái màu nào thôi. Có con thì nó xanh dương lên rất là đẹp luôn. Có con thì nó lên xanh lá, thì tùy theo người thích cái màu xanh nào thôi. Còn quan trọng là Big E thì chủ yếu là cái tay bơi á. Tay bơi nó to là được các bạn. Các bạn thấy không? Nếu mà quay gần các bạn thấy rất là khủng luôn. Cái này 1 tháng nữa là nói chung là hứa hẹn với bạn là tay rất là khủng. Với cái bộ gen con nó khá là tốt luôn. Thôi giờ mình sẽ đem thả cái bầy cá này các bạn. Với mình quay một số cá mình mới lấy về cho các bạn ha. Mình sẽ thả nó vô hồ lại. Con
đây là cái bè wheel mình vừa bắt về các bạn. Thì mình cũng vừa thả thôi. Mình bắt về chung đợt với cái bè Dumbo Big E ha. Cá nó còn hơi nhát các bạn, bởi vì nó còn ở sát gốc nữa các bạn thấy không? Hơi mờ, điện thoại nó hơi mờ. Đây các bạn. Thì cái giá này nói chung là mình sẽ để giá thấp hơn đợt trước các bạn. Ghi bông thì mình chỉ để 50.000 cặp thôi ha. Còn gen thì 20k một cặp. Các bạn nào có mua thì liên hệ với mình. Còn các bạn nào bác sĩ thì giá nó sẽ khác luôn. Bây giờ mình sẽ bắt một mớ mình show cho các bạn xem. Dớt vô cái hồ show này nè. Mình show cá thì mình chỉ dớt thí đại thôi. Còn các bạn nào lựa như thế nào thì không biết. Tại vì mình dớt thí đại nè. Người ta mới thấy cá đẹp, cá xấu các bạn. Chứ một số bạn cứ lựa cá đẹp show xong rồi đưa lên cá xấu không cũng như vậy nè. Đây. Nè bạn thấy không? Bị chá hay các bạn. Đó. Ghi bông ấy thì 50k một cặp nha các bạn. Gen thì 20k một cặp. Các bạn bắt thì mình sẽ lựa cá nào to mình bán trước nha các bạn. Thì mình sẽ bảo hành cá đến tận tay nha các bạn. Tại vì mấy lý trước á, mình có nói rồi nhưng mà những cái bạn nào xem sau nè, các bạn không biết á, cứ sợ dạng như cá nó mua rồi chết sao, các bạn cũng ngại ngại. Thì mình vẫn bảo hành bình thường, cá đến tận tay. Mở ra nếu mà cá có bệnh á, có chết á, thì mình sẽ hoàn cá, còn hết cá mình sẽ hoàn tiền ha các bạn. Còn cái bài này thì bài Dumbo Gatel. Gatel thì giờ mình sẽ giảm giá còn 20k một cặp nha các bạn. Dumbo Gatel 20k một cặp. Cái bài này không biết còn nhiêu con nữa. Phải trời sáng sáng mình quay mình thanh lý cho các bạn xem luôn. Tại này nó còn trời hay tối tối cũng khó quay. Đó, thì đừng mua cái teo là 20k một cặp nha các bạn. Với có mấy cái cặp coi Get E. Get E hôm trước mình quay với các bạn. Bây giờ mình sẽ dớt mình quay lại cho các bạn xem. Mình báo giá cho các bạn luôn. Với mình khuyến mãi cho các bạn luôn ha. Và đây là cái cặp hai cặp coi Get E các bạn. Thì nếu mà các bạn mua hai cặp này luôn á, thì mình sẽ tặng cho bạn thêm một cái con leo cao này nè các bạn. Con này thì chưa có đẻ lứa nào luôn. Mà cái màu nó leo rất là cao các bạn. Còn các bạn nào muốn lấy cá trống full tay thì lấy, còn không thì lấy con cá mái leo cao ha. Đó, thì hai cặp này là 1.000.000 nha các bạn. Hai cặp 1.000.000 tặng cho một con cá leo đầu cao nữa. Đó, thì tại mình khuyến mãi các bạn, bởi vì mình sẽ không có để được lâu ha. Với cái con này nữa các bạn. Cái con này nè là nó ôm bầu bụng căng rồi nhớ các bạn. Con này thì còn bụng hơi nhỏ xíu, còn này bụng sắp đẻ rồi nè. Hai con thì nói chung là con này full lưng rồi nè. Con này thì cái màu nó ở trên các bạn, nó hơi nhạt nhạt ở trên đây nè. Còn nó lên một tí là nó full lưng luôn các bạn. Còn hai đầu thì đậm luôn rồi, còn chứ còn cái đốt trên lưng tí xíu là nó nhạt nhạt thôi. Còn như nó đậm hết rồi các bạn. Thì hai cặp này 1.000.000 sẽ tặng một con trống hoặc là một con mái ha. Đó. Với mấy cái con sọc ngựa cánh tiên nữa các bạn. Các bạn nào muốn bắt sọc ngựa cánh tiên thì mình sẽ share cho các bạn luôn ha. Thì sọc ngựa cánh tiên thì một con 50k nha các bạn. Hiện mình còn có 7 hay 8 con gì đó. Hình như là 8 con á. Với một con ốm là 8 con. 7 con với một con ốm 8 con. Các bạn bắt thì mình chỉ tính 7 con thôi. Với mình tặng một con ốm luôn. Thôi giờ mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn nếu yêu mến mình thì cho mình xin một sub, một like và một share nha các bạn. Và nhớ đăng ký chuông để theo dõi các clip tiếp theo của mình nha các bạn. Thôi xin chào các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.